Và ngay sau đây mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với Afghanistan để cùng theo dõi một câu chuyện khác về một người cũng có ngoại hình giống với người nổi tiếng. Mới vài tuần trước thì Abbas Alizada vẫn chỉ là một thanh niên Afghanistan trẻ tuổi nghèo khó đầy ước mơ. Nhưng mà sau khi thì Alizada đăng tải ảnh của mình lên trang cá nhân Facebook ghép cạnh huyền thoại võ thuật Bruce Lee hay còn có tên là Lee Seo Long thì anh chàng hâm mộ Kung Fu ở ngoại ô Kabul này đang nổi lên như cồn. Abbas Alizada đam mê các bộ phim hành động của Bruce Lee từ năm 14 tuổi. Chàng thanh niên 21 tuổi đã tham gia một câu lạc bộ thể thao ở Kabul, nhưng gia đình không có tiền cho anh theo học tiếp. Vì vậy, Abbas tập luyện tại nhà. Abbas đã tốt nghiệp cấp 2, nhưng cũng không thể học lên cao vì nhà quá nghèo. Tình hình càng khó khăn sau khi cha anh là Mohammed Reza bị đột quỵ nên bị liệt một phần cơ thể. Gia đình hy vọng Abbas có thể thực hiện được khát vọng của mình. Abbas Alizada không chỉ thiện nghệ trong việc tạo tư thế giống Bruce Lee, mà bằng cách nghiên cứu các cảnh phim, anh còn học được nhiều động tác võ và cách múa côn nổi tiếng của huyền thoại thế giới. Abbas chia sẻ, anh rất thích được biểu diễn các kỹ năng của mình. Tôi muốn trở thành nhà vô địch tại đất nước của tôi và là một ngôi sao Hollywood. Chưa biết ước mơ có thành hiện thực hay không, nhưng giờ đây Abbas đã thu hút được nhiều sự chú ý. Điện thoại của anh đổ chuông liên tục với hàng trăm lời mời kết bạn và tin nhắn mỗi ngày.